ơi, dạ. Người ca sĩ nổi tiếng nhất Cali. Tina xin chúc bà con Việt Nam chúng ta một mùa xuân đầy ấm áp và hạnh phúc. Sau đây Tina xin trình bày nhạc phẩm Đồn Vắng Chiều Xuân. Và nhạc phẩm này Tina xin gửi tặng đến các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin cảm ơn tiếng hát Thiên Đa, người từ Long Beach.